저 아이디는요, 후왕타이. 후왕. 어왕? 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 지훈은요, 오빠를 사랑하는 내 마음은 오빠의 미모와 같아요. 20년 동안 변하지 않았어요. 근데 이거는 질문이 아니라 그냥. 너무 그래, 그만 나 고해, 그만 나 고해. 너무 고해, 지난 날 더 놀라 고해. 또 다음 갈게요. 네, 감사합니다. 일단 감사합니다. 이제 사실 저는 제 외모가 지금 변하고 있거든요. 제 외모는 변해지니까 여러분들의 사랑을 받아요. 아닌 걸로 할게요. 네. 그럼 다음 질문으로. 지금 독특해요. 이거 뭐야, 이거? 첸첸. 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 오빠의 2015년에 몸매가 장난 아니에요. 언제 다시 볼 수 있게 해줄 수 있나요? 머리 của anh năm 2015 đúng là không đùa được đâu. 좀 답변하는 게 되게 어려울 것 같긴 한데요. 아무도 올해는 볼 수 없지 않을까요? 이게 정말 솔직한 정말 솔직한 이야기 말씀드리자면 올해는 정말 운동할 시간이 없어요. 멋지마. 조금만 놀고 살면 운동하면 되게 재밌어요. 내가 기나마 또 더 자한테 또 셋업 볼세요. 저거 봐, 신라. 다음 할게요. 또 진짜 또 띠띠하거든요. 이게 발음이 되게 어려워서 아이디 발음이 어려워요. 아이디 của bạn này phát âm khó quá. 네, 질문이 되게 어이가 없는데요. 1,000만 원만 빌려줄 수 있나요? 또 되게 어이없는 질문이 하나 있네요.
cũng lại là một câu hỏi khá là ngáo. Ngáo. 아 이거는 좀 신경부를 위해서 아이디는 공개하지 않도록 하겠습니다. 어, câu này thì tôi sẽ không công bố tên với cái ID của cái bạn đặt câu hỏi đâu ạ. 베트남 베이비스가 바퀴벌레가 된다면 재종은 무섭지 않나요? Liệu Sejong có sợ không nếu khi baby đều biến thành rán? Ủa? 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 Giả sử là babies Việt Nam mà biến thành rán ấy thì tôi vẫn có thể yêu được. Đúng rồi. Đúng điều đấy thật. 여러분들이 바퀴벌레가 된다면 저도 되고 싶어요. Nhưng mà nếu mà các bạn thành rán thì tôi cũng muốn thành rán luôn. 우리 같이 바퀴벌레가 돼서 오래오래 살아요. Okay, okay. 러브냐? Okay. 지구가 멸망해도 바퀴벌레는 끝까지 살아남는다고 하잖아요. Vì các bạn biết được tôi mọi người hay nói mà, tức là kể cả trái đất này có diệt vong ấy, thì cuối cùng vẫn còn con rán. 그런 의미로 보내주신 게 아닌가. 어, đúng rồi. Đó mà bạn chọn cái hình biến là con rán đúng không ạ? Đào tay dùng á. Meo meo. Ai đi, đúng không? 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 Ai đi, đúng 우리가 같이 늙어질 거라고 하셨잖아요. 왜 팬들만 늙어지는 건가요? Anh đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Sao chỉ có fan mà già đi? Trông mặt nhờ, trông mặt nhờ. Quá. 근데 저희 같이 나이 먹고 있지 않나요? Tôi nghĩ là chúng ta cùng nhau già đi mà. 근데 여기 오신 분들 지금 다 10대, 20대가 아니에요? 어, 너 정말 이렇게 딱 나, 어, 너를 또 이러면 뭐, 하는 거 어이, 띵뚱이요! 어이! 궁금해졌는데. 어, 여기 30대가 있어요? 라이, 너무 감소로이! 아, 진짜. 아니, 왜 나한테. 난 남이 도와해! 난 너무 남을. 감사하게 되냐? 근데 베트남 분들 좀 약간 이런 게 좀 너무한 것 같아요. 아, tôi nghĩ là người hâm mộ Việt Nam ở cái khoản này là hơi quá. 정말 나이를 남는 거. Thật sự là trông già thế này. 제가 정말 저는 그냥 개인적인 생각이에요. Nhưng mà đây là ý cá nhân của tôi thôi. 전 세계에서 동안이 가장 많은 나라. 뽑자 베스트 3 안에 베트남이 무조건 들어간다고 생각해요. Tôi nghĩ là nếu như chúng ta chọn ra 3 quốc gia trên thế giới mà mọi người trông trẻ nhất thì chắc chắn là có Việt Nam trong đó luôn. 진짜요, 진짜요. Tôi nói thật đấy. 정말 그렇게 생각해요. Thực sự là tôi luôn nghĩ như vậy. 정말 나이 안 먹지? 아니, 사실 좀 그냥 한국이라며. 근데 여러분들이, 솔직히 여러분들이 보시기에 아, 아니에요, 아니에요, 그러잖아요. 저만해도 몇 년 전까지 외국에서 신분증 검사 받았어요. Thực ra là bản thân tôi mấy năm trước thôi đi nước ngoài cũng bị hỏi thẻ ID. Điện thoại khoe. Điện thoại khoe. Nhưng mà tôi nghĩ là trong các bạn thì còn trẻ hơn. Oh. Chỉ đúng anh em thôi. Các bạn trông trẻ nhất trên thế giới đấy ạ. Ôi kìa. Chúng ta cẩn thận hơn một chút. 우리가 이제 40대를 가장 조심해야 돼. Chúng ta sẽ cần phải cẩn thận với lứa tuổi 40.
30대까지는 이 아시안 피가 조금 그래도 동안들이잖아요. Bởi vì là khi mà ở lứa tuổi 30 thì người châu Á thì trông vẫn rất là trẻ. 근데 이제 40대 관리를 잘 못하면 갑자기 50, 60대로 넘어가는 거예요. Nhưng mà nếu như mà khi mà bước sang lứa tuổi 40 á, nếu như mà chúng ta không biết tự chăm sóc bản thân mình á thì cuối cùng sẽ trông như là 50, 60 rất là nhanh. 지금 그러니까 여러분 아까 손 드신 분들 다 조심해야 돼요. 근데 저는 lúc nãy mà bạn nào rơi là hơn 30 tuổi rồi phải cẩn thận ngay nhá. Ôi trời ơi. Chúng ta cần phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa. Có rất là nhiều câu hỏi thú vị ở đây ạ. Xinh quá. 남친이 아직 없는데 만약에 나중에 남친이 생기면 그 남친이 오빠를 좋아하지 않으면 금방 헤어질 거야. 왜냐면 우리 재정이 최고니까. Em vẫn chưa có bạn trai, nhưng nếu sau này em có bạn trai và nếu bạn trai em không thích anh thì chúng em sẽ chia tay ngay lập tức. Bởi vì chương trình của em là tuyệt nhất. 근데 그거는 그러지 마세요. 제가 너무 미안하잖아요. 저를 싫어해도 만나실 거 만나세요. Dù là bạn trai đó không thích tôi nhá thì bạn cũng vẫn phải tiếp tục mối quan hệ đó nha. 정상권 thực sự. 또 다음 과목 가볼게요. chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo. 제가 작년에 한국에서 졸업했어요. 근데 아직 회사에 안 다니고 그냥 알바를 하고 있어요. 취직에 대한 생각할 때마다 스트레스를 많이 받는데 혹시 오빠가 저를 뽑아줄 수 있나요? 인코드에서 열심히 일하겠습니다. Đây là phần tư vấn ạ. Năm ngoái em đã tốt nghiệp ở Hàn Quốc nhưng mà em vẫn chưa đi làm, vẫn chỉ làm công việc part time thôi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đi tìm việc làm là em rất xì chết. Anh có thể nhận em vào làm không ạ? 아니 뭐 물론 당연히 당연히 뭐 능력이 있으시면 회사에서 같이 일하는 건 문제가 안 되죠. 사실은 내가 만약 능력이 있으면 우리가 같이 일할 수 있는 이분이 정말 우리 회사에 취직을 하면 thực sự là nếu mà bạn này vào làm trong công ty của tôi 저는 회사에 나가는 수가 적어지겠죠. Vâng, thế thì có lẽ là tôi sẽ phải đứng dần đến công ty hơn nè. 부끄럽잖아요. Nhưng mà cũng hơi ngượng. 저는 그 베트남에 좀 약간 실력 있고 재능 있는 친구들이 우리 회사로 좀 들어왔으면 좋겠어요. 그런 연습생 친구들이. Thực sự là tôi rất muốn những người bạn trẻ Việt Nam mà có nhiều tài năng vào làm ở công ty chúng tôi nhưng mà với vị trí là thực tập sinh thôi ạ. Anh đang chìm gà mà, anh chìm gà mà. Anh chìm gà. 여기 앞에 있는 분 자기 뽑아달라고. 정말 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 다음은요. 저는 33살인데 결혼하고 싶지 않고 원하는 일들만 자유롭게 하고 오빠를 좋아하고 싶어요. 부모님이 걱정하시는 걸 알지만 사실 제가 정말 괜찮고 연애하고 싶지 않아요. 오빠는 이 문제에 대해 부모님을 안심시킬 수 있는 조언이 있나요? Em 33 tuổi nhưng không muốn lấy chồng. Chỉ muốn tự do làm điều mình muốn và thích của ba. Em biết bố mẹ em lo và quan tâm em, nhưng thực sự em cảm thấy rất ổn và không muốn yêu đương gì. Được ba có tư vấn gì để em có thể an ủi bố mẹ em yên tâm trong vấn đề này không? 솔직히 안 먹어 다이어트 화가 안 나고
갖고의 문제는 뭐 제가 뭐라고 말씀드릴 수 없는 부분 같고요. Thực ra là với cái vấn đề mà kết hôn hay là không ấy, thì tôi nghĩ là tôi cũng rất là khó để nói về vấn đề này. 근데 기혼이 되든 미혼으로 살든 다 좋아요. Nhưng mà dù kết hôn hay là không kết hôn ấy, thì cũng đều là những điều rất là hay ạ. 근데 저를 좋아하기 위해서 평생 결혼을 안 하겠다는 이유를 대면은 제가 부모님에게 해줄 수 있는 아니 부모님에게 할 수 있는 조언을 제가 못 해드릴 것 같아요. Nhưng mà nếu mà vì tôi mà không kết hôn ấy, thì thực sự là tôi cũng không biết là nên có lời khuyên nào hay là lời gì để có thể an ủi bố mẹ bạn cả. 나 때문에 결혼 안 하시는 거잖아요. Vì đó là do tôi mà bạn không kết hôn mà. 부모님한테 죄송하잖아요 제가. Nếu mà như thế thì không phải là lời khuyên mà tôi sẽ cảm thấy rất là có lỗi với bố mẹ bạn. 아니면 일을 더 열심히 해서 뭐 부모님을 더 행복하게 해드리겠다 뭐 그런 것밖에 없지 않을까 솔직히. 확, thực sự là cũng có thể chỉ còn có mỗi một cái cách là bạn phải làm việc chăm chỉ hơn và làm thế nào đó để cho bố mẹ bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. 아니면 제가 제 행복이 현재는 아직까지는 제 행복이 더 중요한 것 같아요라고 하시면 될 것 같아요. Hoặc là bạn có thể nói với bố mẹ bạn rằng bây giờ đối với con thì việc con hạnh phúc là điều quan trọng nhất. 딸의 행복을 원하지 않는 부모님은 전 세계 어디에도 없으실 것 같아요. Bởi vì có lẽ là trên thế giới này thì không có phụ huynh nào mà lại không muốn con gái của mình hạnh phúc. 아직 때가 아닌 거지. Thực ra là chưa đến lúc thôi ạ. 저도 아직 때가 아닌 것 같고. Tôi nghĩ là tôi cũng chưa đến lúc đó. Cùng nhau hạnh phúc là hạnh phúc tha tha. Hạnh phúc tha tha. Cùng nhau hạnh phúc. Các bạn đừng có lo, không đúng một phát xong rồi đưa ra tuyên bố kết hôn như thế nào. Bỏ qua ai đi. 예를 들면 애를 영부터 좋아하는 일을 시작하는 게 너무 늦다고 생각하시나요? Anh có nghĩ rằng việc bắt đầu theo đuổi công việc yêu thích từ con số 0 ở tuổi 28 là quá trễ không? 저는 늦지 않다고 생각해요. Tôi nghĩ là không trễ đâu. 우리는 왜냐면 1억 년 정도 살 거기 때문에. Bởi vì là có lẽ là chúng ta sẽ sống 100 triệu năm cơ. 저는 늦지 않아요. 왜냐면 보통 인류가 지금 그냥 120살 정도 그냥 산다고 하잖아요. 20대에는 꼭 이걸 해야 되고 30대에는 이걸 해야 된다라는 고정관념은 없는 게 저는 좋은 것 같아요. 저는 nghĩ là chúng ta nên bỏ những cái quan niệm cố hữu trong đầu về việc là 20 tuổi thì phải làm cái này rồi 30 tuổi phải làm cái kia. 남들보다 뒤쳐졌다고 생각해서 급하게 행동할 때 오히려 더 큰 리스크가 생기는 것 같아요. Bởi vì nếu như mà khi chúng ta nghĩ là chúng ta khởi đầu chậm hơn người khác và chúng ta làm cái gì đó một cách nóng vội ấy, thì có lẽ là chúng ta lại càng đi sau hơn các bạn ạ. 모르겠죠? 한국에서는 베트남에서는 잘 모르겠지만 한국에서는 20살 때부터 61세까지는 가장 인생의 흑자 전환기 막 이렇게 표현을 하거든요. Tôi không biết ở Việt Nam thì như thế nào ấy, nhưng mà ở Hàn Quốc thì thường là từ tuổi 20 cho đến tuổi 61 ấy, là người ta sẽ hay nói là đây là cái giai đoạn chuyển sang lãi của cuộc sống của chúng ta ấy. 40년이나 있잖아요. Tức là chúng ta có 40 năm để chuyển từ lỗ thành lãi cơ các bạn ạ. 괜찮아요. 천천히 노력하시면 될 것 같아요. 근데 가끔 우리 그 팬분들이 이제 나이가 먹었나 봐 이런 고민들을 하시는구나. 정말 đúng là như là fan đang già đi sao? 짠짜오 về công việc, 짠짜오 về cuộc sống. 오빠를 더 좋아하고 뽀뽀해 좋아하나 정말 이런 고민들인데 여기서는 지금 인생 고민들이 거의 대부분이거든요, 솔직히. Trước đây nếu mà có những cái góc mà để tư vấn như thế này thì toàn là em yêu anh lắm để rồi mà hôn em, để hôn em được không? Tức là những cái câu như vậy, nhưng mà toàn thường những câu mặn thẳng của cuộc sống.
제가 대답을 무겁게 하는 게 아니라 질문이 무겁잖아. 진짜 말이야. 제가 성실히 대답해드리도록 하겠습니다. 또 연락 rất là tập trung vào. 재정 오빠는 이제 인코드의 사장이 되었습니다. 직원들과 소통하면서 업무 효율을 높이고 직원들과 친분을 쌓을 수 있는 팁 좀 알려주실 수 있나요? 1년차 매니저의 고민입니다. 와, câu hỏi tiếp theo là bây giờ thì anh Jae-jung đã trở thành giám đốc rồi. Thế và bây giờ anh còn phải quản lý nhân viên nữa. Anh là sếp của Incode. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho tụi em một số tip khi giao tiếp với cấp dưới được không? Tôi nghĩ là mỗi công ty thì có những đặc điểm khác nhau, nên không biết là câu trả lời của tôi thì có giúp ích gì cho bạn được không? Rồi còn tùy theo quy mô của từng công ty nữa. 그냥 그런 사람들을 가장 조심하게 정보로 만들지 않으면 되는 것 같아요. Nhưng mà có những cái người ấy mà các bạn không được biến họ thành địch của mình. 회사에 회사에 대북 구조가 있어서 이상한 성격들을 듣고 회사의 안전 분위기를 조성하는 사람들만 조심하시면 돼요. 한참 뭔가 껍데기 khi mà các bạn để ý thấy cái người mà hơi một tí là biến mọi thứ thành tin đồn này rồi là thấy cái việc đến cái việc mà nhỏ drama 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 그런 사람들이 전 세계 어디에도 그런 사람들이 전 세계 어디에도 있거든요. 조심하세요. 어른이면서도 마음은 어린아이와 같은데 이 세상에서 살아남기 위해 가면을 쓰는 건 정말 힘든 일이야. 주변 사람들의 말은 어떤 것이 진심이고 어떤 것이 거짓 아첨인지 알 수가 없어요. 나의 본연의 모습을 표현하는 것과 사회가 원하는 모습에 대해 어떻게 균형을 맞춰야 할까요? 야, 사회의 초년생으로 살아갈 때에는 사회의 어떤 면에 맞춰서 나를 성장시키고 맞춰가야 될지 모르니까 사람들이 너 이렇게 해라 저렇게 해라는 그 말들에 맞춰갈 수밖에 없었던 것 같아요. 또 nghĩ là khi mà chúng ta ở lứa tuổi 20 và bước ra ngoài xã hội để bắt đầu cái cuộc sống như là người trưởng thành của mình thì thường là những người xung quanh sẽ hay nói là phải làm thế này và phải làm thế kia và gần như là chúng ta thay đổi bản thân mình để có thể đáp ứng theo những cái lời khuyên như vậy. 근데 이제 점점 나이가 들수록 이제 본인의 경험을 정립하고
그리고 거기에서 오는 뭐 자기만의 이제 뭐 가치관이나 그런 뭔가 확고한 뭐 본인만의 집념 같은 게 그런 같은 게 확실히 이제 생겨 나갈 텐데 그때부터는 본인의 색깔로 그냥 밀어붙여야죠 솔직히 말해서. Nhưng mà khi mà các bạn sang lứa tuổi 30 ấy, và các bạn đã tích lũy dần những cái kinh nghiệm cho bản thân mình ấy, thì các bạn sẽ có những cái quan điểm về cuộc sống một cách rất là rõ ràng. Thì lúc đó các bạn phải thể hiện cái màu sắc của cá nhân mình. 거짓도 없고 진실도 없어요. Bởi vì không có cái gì là sự thật và cũng không có cái gì gọi là dối trá cả. 본인이 성장시키는 자기의 모습이 그냥 진실인 거예요. Cái hình ảnh của các bạn khi trưởng thành bằng chính bản thân mình ấy, đấy chính là sự thật ạ. 솔직히 지금 질문이 굉장히 많아요. 질문들이 다 이런 거예요. 마지막 한 번 더 물어볼게요. 안 mệt quá à. Mấy đứa ơi, anh mệt quá à. Nhất nhất cái này đưa hai cho anh. 제가 숨을 못 쉬는데요. 스트레스 많이 받는 거 같아요. 부모님을 모시고 가끔은 누구에게 의지할 수 없을 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 혼자라는 게 너무 힘들어요. 하지만 나는 계속 노력해야 한다는 것을 알아요. 제가 외로울 때마다 응원도 해주고 조언도 할 수 있나요? Anh ơi, em đã 27 tuổi rồi mà em cảm thấy mình gặp rất nhiều áp lực. Em phải lo cho bố mẹ, đôi lúc thấy mình không thể dựa vào ai. Em chỉ có một mình và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng em biết em phải tiếp tục cố gắng. Anh có thể cổ vũ em và cho em xin lời khuyên mỗi khi em thấy cô đơn được không ạ? Thấy là rồi, em xin lời rồi ạ. Có thể khuyên bạn chứ ạ? 27살이라고 그랬죠? Bạn nói là bạn 27 tuổi đúng không ạ? 저는 제가 20살이 됐을 때 27살이 되면 이제 정말 나이 먹은 어른이 되는 딱 그 경계선이라고 생각했거든요. Khi mà tôi 20 tuổi thì tôi nghĩ là nếu mà lúc mà mình 27 tuổi là cái lúc mà mình sẽ trở thành người lớn ấy, nó giống như là một cái mốc ấy. 네, 아직도 저는 뭔가 아직 덜 어른이 된 것 같은 느낌이에요. Nhưng mà đến tận bây giờ ấy, thì tôi vẫn cảm thấy là mình chưa trở thành một người lớn thực sự. 27살 때는 뭐라고 하죠? 우리 그러니까 초중고 막 중고등학교 때 2차 성징 같은 거 나오잖아요. 생기잖아요. Thực ra là khi mà 27 tuổi ấy, thì nó cũng vẫn giống như là các bạn mới bắt đầu bước vào cái cuộc sống của người thanh niên thôi ạ. 어른이 되고 20살이 되고 나서 내면의 2차 성징 같은 거라고 보시면 돼요. 27, 28대쯤에. Và khi mà các bạn 20 tuổi thì các bạn cảm thấy là đến lúc 27 tuổi sẽ trở thành người lớn nhưng mà đến lúc mà các bạn 27 tuổi thì các bạn chỉ là thanh niên lần thứ hai thôi. 그래서 굉장히 외로움도 많이 느끼고 힘듦도 배로 느낄 수 있다고 생각해요. Cho nên là thực ra đến cái thời điểm đó thì bạn có thể cảm thấy nó như là một cái mốc gì đó nó rất là khó khăn và cũng cảm thấy rất có rất là nhiều trăn trở. 그러니까 예전에는 아마 전 세계가 똑같았겠지만 20살 때부터 27살이면 27살이면 굉장히 나이 많은 나이가 굉장히 많다고 생각을 했었잖아요. Tôi nghĩ là trước đây thì ở đâu trên thế giới cũng sẽ tương tự như vậy, tức là khi mà một người 20 tuổi thì sẽ nhìn cái người 27 tuổi là một người lớn, rất là người lớn rõ ràng rồi. 지금 근데 지금은 세상이 이제 거의 하나가 된 것 같이 뭐 인터넷이나 SNS 때문에 되게 봐야 할 것도 굉장히 많고 경험해야 될 것도 굉장히 많기 때문에 몸에 흡수할 게 너무 많아서 솔직히 20대, 30대 중반까지도 아직은 더 공부를 해야 될 나이라고 생각해요. Tuy nhiên là bây giờ thì thế giới có thể coi là như một vì chúng ta được kết nối bằng Internet, bằng mạng xã hội. Nên chính vì thế là khi mà các bạn có 27 tuổi đi chăng nữa hay có khi đến tận giữa cái lứa tuổi 30, tức là khi các bạn 35, 36 ấy, vẫn còn quá nhiều thứ phải xem, vẫn còn quá nhiều thứ phải học và phải theo đuổi. Nên chính vì thế là thì tôi nghĩ rằng cái lứa tuổi này chưa phải là một cái mốc để mà bạn phải căng thẳng như vậy. 하기 때문에 그리고 또 우리는 아직 사랑도 더 해야 되죠. Và chúng ta thì còn phải từ từ bắt đầu từ việc yêu nữa chứ ạ. 할 게 아직도 너무 많아. Có rất nhiều thứ phải làm. 그래서 아직도 되게 할 게 많다는 건 아직
앞으로도 더 많이 아플 준비도 돼 있어야 되고 또 이제 행복할 준비도 돼 있어야 된다는 것 같아요. Vì có quá nhiều thứ trước mắt cho nên là chúng ta cũng phải chuẩn bị, phải đối mặt với cả những cái việc mà chúng ta có thể ốm đau này, nhưng mà chúng ta cũng có thể phải đối mặt việc chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. 아직 27살이니까 용기를 가지세요. 괜찮아요. Với 27 tuổi cho nên là các bạn hãy dũng cảm hơn nữa nào. 아니 이런 무거운 코너가 아니었거든요 이게. Thực ra là cái góc giao lưu này không phải là cái góc để tâm tình nặng nề như này đâu. 정말 굉장히 무슨 선생님이 되어야 될 것 같은 그런 선생님 그냥 나도 고마워요. 자 이제 노래를 또 불러봐야 되는 시간인 것 같아요. 그래서 진짜 또 이제 진상 번호 하나 뜻해요. 예.